Vâng, thưa các bạn, bộ sản phẩm chăm sóc da Misa Fusa tiếp tục dẫn đầu trên thị trường và trở thành một trong những bộ sản phẩm chăm sóc da được yêu thích. Và vậy thì có lý do gì khiến bộ sản phẩm chăm sóc da Misa Fusa được nhiều chị em phụ nữ yêu thích đến vậy? Thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ cũng như là chuyên gia nghiên cứu bộ sản phẩm chăm sóc da Misa Fusa, tiến sĩ Tatomi, người sẽ đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay. Vâng, thưa tiến sĩ có thể là chia sẻ một chút thông tin tại sao bộ sản phẩm chăm sóc da Misa Fusa có đến 98% chị em phụ nữ quay trở lại sử dụng được không ạ? Misa Fusa Skin Care Set はですね、ペプチド技術を中心に、した商品です。ペプチドはタンパク質のセグメントであり、一連の非常に小さなアミノ酸であり、構造は各細胞の奥深くまで容易に浸透します。損傷した細胞を検出し、同時にその細胞を回復するためにコラーゲンを生成する信号を送ります。ペプチドは、線とシワの長期的な形成な原因である顔の筋肉を柔らかくして、具体的にはミシャフタ製品セットのシグナルペプチドがコラーゲン、エスラチン、タンパク質の生成を刺激し、肌を引き締めます。さまざまな肌に有害な副作用を与える、ことのない皮は、皮膚のシワと効果的に減らすのに役立つ2つのペプチドです。ペプチドは顔の筋肉をリラックスさせ、シワを効果的に削減します。これらのペプチドはミシャフタのスキンケア製品に徹底的に採用され、女性の健康で若々しい肌を、作り続けるのを助ける新世代の製品を作り出します。Dạ vâng, vậy thì tại sao bộ sản phẩm chăm sóc da Misa Fusa này ngoài việc là ứng dụng công nghệ là peptid để giúp cho chị em phụ nữ có được một làn da căng bóng khỏe mạnh thì bộ sản phẩm này còn được ứng dụng những công nghệ nào ạ? ペプチド技術に加えて、ミシャフタは肌の要素や女性にとって好ましい気候条件に基づいて慎重に研究されました。このセットは肌ごとに個別の製品ではなく肌が再生させるのに不足している栄養素を適用させて補うように変化するという優れたテクノロジーを備えています。肌が乾燥している場合は保湿し、肌の荒れをコントロールし、顔の皮脂腺をコントロールする能力もあります。これがこの製品の唯一の強みです。さらに、桜のエッセンス、ホホバのエッセンスなど、天然成分からのエッセンスが追加され、肌を明るく、シミ、そばかすを消し、保湿し、コラーゲンの生成を刺激する機能を完全に合成しました。このセットは、肌の血管を最小限に抑え、深部から栄養を与えケアするという方法に従っています。色素沈着防止血栓、血清及び保湿剤、美しい肌の丸薬を提供します。この方法に基づいて、血清と保湿剤、皮膚美容ピルの製品、奥深くからの栄養とケアを行います。色素沈着、美容液と保湿剤、スキンビューティーピルという、この4つの製品のセットです。そしたら、4つの製品を紹介します。この商品がまず、シワを防止する薬になります。そして、こちらが保湿剤ですね。適度に塗ることによって肌に潤いを与えます。そして3つ目が、これが保温クリームです。乾燥した肌によく効くようになっています。はい。そして、最後に、この錠剤ですが、これを毎日飲むことによって、健康な肌を保つことができ、健やかな日常生活を送ることができます。Có thể nói là bộ sản phẩm chăm sóc da Misa Fusa này thì có công dụng vô cùng tuyệt vời. Ngoài việc là ứng dụng công nghệ peptid thì bộ sản phẩm này còn ứng dụng công nghệ cùng các nguyên liệu khác rất tốt cho làn da của chị em phụ nữ. Vậy thì chuyên gia có thể là giải thích tại sao cũng như là có thể là giải đáp trung bình với một chị em phụ nữ khi sử dụng bộ sản phẩm này thì sẽ mất bao lâu để có được hiệu quả không ạ? 製品の研究とテストの過程で10人のうち8人が15日間の使用後に効果を確認しました。シワ、目尻のシワ、
長期のシミなど肌の状態が悪い場合は25日から30日間かかります。これらの製品はどの作用時間の違いにもかかわらず非常に良い結果をもたらします。市場に発売された後この結果はより良くなって10人中9人の顧客がまたそれを使用し続けます。また使用者の 95% はわずか15日から20日間の間で結果を確認できました。そして私たちの研究として製品の栄養素は肌の細胞に栄養素を提供するために深く浸透するのに7日から10日かかります。15日から15日後ペプチドは細胞を再構築してコラーゲンを再生成します。これらの構造はより密接に関係しているのを助けます。それはまたほとんどの女性が15日から20日間の間使用後に良い結果をもたらす理由でもあります。Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Với những công nghệ cũng như là ứng dụng vượt trội được áp dụng trong bộ sản phẩm chăm sóc da Misafuta thì chúng tôi tin chắc rằng bộ sản phẩm này sẽ còn tiếp tục vươn lên dẫn đầu thị trường và trở thành một trong những bộ sản phẩm chăm sóc da được các chị em phụ nữ tin tưởng sử dụng. Và nếu như các bạn đang gặp những tình trạng da giống như chuyên gia cũng như là tiến sĩ Tatomi vừa chia sẻ, hoặc bạn đang tìm kiếm một sản phẩm để cải thiện tình trạng làn da của mình thì đừng bỏ qua bộ sản phẩm chăm sóc da Misafuta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.